Sao giờ món gì bạch tuộc dúng dấm hả? Bây giờ trước khi ăn á, chúng ta hãy tự tổng kết lại cùng với nhau xem chuyến du lịch của chúng ta chi tiêu bao nhiêu tiền rồi. Đầu tiên bổ xăng là 105, tiếp theo là 40.000 bánh, 25.000 tiền khoai lang, ba phà 4.000, cua 100.000, này 220, dĩa rau muống và dĩa gỏi là 90.000, tức là 592.000. Ồ, vậy là còn dư được 200.000, là mỗi người dư được 100.000. Mỗi người dư được 100.000, trên đường về rủi có chuyện gì nữa móc ra sai. Quá hay. Và bây giờ có lẽ là lúc chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức. Mình thì hoàn toàn hài lòng với con cua tự tay mình bắt được và người chế biến là bác. Rồi để bổ sung cua dội nước sôi á. Cảm ơn bà sư. Món cua dội nước sôi à? Nhúng lá me bỏ vô. Trời ơi, đúng thiệt, gạch quá trời quá đất. Đó. Đó. Lúc bỏ vô nó lúc nhúc không? Lúc nhúc. Khói quá à, không thấy. Bỏ vô nhúc gì nữa. Lúc em bỏ vô thì nó mới chết chứ. Đúng rồi. Nhúng lá mè. Ôi. Có cơ hội tôi sẽ dắt các bạn đi thưởng thức thật nhiều những món ngon nữa.